đâu vậy? Ôi, tao về tao lấy súng rồi. Về đi em đừng ngủ dây dưa. Về cho má mẹ nấu canh chua. Ồ, không có ai có xe. Ok nắng trăm ngàn đường em đi. Ôi, phá làng mấy này vậy là mấy chó phá làng phá sớm mày. Ây. Phá làng phá sớm. Ok, để tù trưởng cô đen vô mấy đứa. Mấy đứa đừng lo. Tù trưởng cô đen vô trước cho. Tù trưởng cô đen còn 20 máu à. Mấy đứa đừng lo. Tù trưởng. À, nó ném cái rìu kìa. Tao thằng hot map nó đúng lắc luôn á. Nào hot map lắc thiệt chứ. Có là. Tao bưởi. Ok. Rồi. Mày. Mày có tiền bán đi. Nè có thằng bị chết nè. Ôi. Ôi tù trưởng à. Đầu bếp Simba. Đầu bếp Simba. Mặt cuối này nhìn mất dạy bà. Mặt cũng dâm. Bắt gà vậy. Bắt gà tội nghiệp gà. Ê chúng bọn kia tới, bọn kia tới. Ôi nó trưởng gà kìa. Ôi. Nó trưởng cái gì ra vậy? Gà ôm bom, nó trưởng là gà ôm bom. Gà ôm bom á. Má mấy người dân ở đây ngộ vậy bay. Má dân ở đây chơi chết quá à. Ừ. Ôi. 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 Trời má ơi. Má nó tán anh cả 20 mẫu. Ê nhìn nó tán mấy thằng dân làng bay mất tiêu luôn nhìn mắc cười. Nó tới kìa. Con gà mất tiêu. Nhầm 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 chicken dinner. Má coi. Má nhìn mặt thằng tù trưởng nó vẫn hồn nhiên như ngày nào. Tù trưởng cu đen và tù trưởng cu xanh đang bàn bạc nói chuyện đại sự với nhau. Cho nên là ý mau cái coi. Nó thiết kế cầu thang để làm gì khi mà mình không nhảy lên được. Cái đó là gọi là cái cầu thang dành cho mấy cu xanh đúng không? Cu xanh. Ôi. Thôi em ngủ đây, bye bye em, chúc em ngủ ngon. Ui, đồng thế. Em ngủ rồi. Thiệt. Cửa nào Vino nha, thằng chỗ thằng mà xanh lét ra tưởng quá nha. Ừ. Mình màu xanh rõ ràng mà mình là con xanh mà. Ôi ôi. Ôi mấy con này trâu quá anh em ơi. Ui chưa vậy? Đâu rồi? Ôi. 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 Một mắt chứ. Ôi. Ôi. Xạo nè. Ôi. Con này bị cắm sừng rồi. Ôi. Ba người dân, ba thằng người dân đứng ở đó nhìn nó cười mày. Ba người dân đứng đó nhìn nó cười. Trong làng này nó cắm sừng. Cắm sừng này. Ừ. Khỏi đừng có phá nữa em ơi, đừng phá làng ba con. Hết đi. Nó tới kìa. Tới kìa. Ăn ghiều, trời không còn nào ăn ghiều vậy. Đi ra ta. Ăn ghiều, ôi né được. Né được, né được. Ôi bên kia. Má nó phá nét mẹ nhà rồi. Đội đúng không? Này đồng đội mà. Anh tiếp tới bên này nè. Máy bay làm gì vậy? Nó bay cái gì? Bắn đồng đội. Đi ngoài tao. Đồng đội được á, bắn đồng đội được. Tới kìa, tới bắt chơi kìa. Má tê giác mày cứ. Ôi tê giác bằng tê giác không tê giác đồ chơi mà. Có là có cái cái gì ta? Cái cọ cái đó. Không. Ờ cái gì có cái gì có á. Ui. Ui. Trời ơi nó ủi tao một cái. Ôi nó ủi sao kìa ơi. Đâu vậy? Ôi.
tao về tao lấy súng rồi. Về đi em đừng ngủ dây dơ. Về cho má mẹ nấu canh chua. Ồ không còn ai nữa. Nhanh không bằng cái chiếc thằng của nó. Ai đã giết mấy cái con người máy kia? Ai đang bắn con người máy dưới? Ôi mấy con người máy nó xịt cứt luôn các bạn à. Cái gì dùng bi hả? Dùng bi. Lấy bi ra. Bi. Lấy bi ra. Ủa bi đâu vậy? Dùng bi để đẩy xuống và thằng bu và thằng bu thằng bu nó đã bắn bể cái thằng bu nó bắn bể cái viên bi luôn rồi. Hay quá. Bi nó xuất hiện rồi kìa. Bách heo đi chứ vãi. Ôi chết rồi, Bino chết rồi. Chết hẳn luôn hả? Ờ. Rồi, phương mẫu, phương giáp rồi. Sống mạng luôn rồi, vẫn chết. What the fuck? Đậu, có con kia tên là Bino. Albino. Có con kia tên là Bino. Má hai ông đi ăn ăn xuống một mình. Con Bino đó kìa, có lộn thêm con Bino đó kìa. Đó, con Bino. Nhìn Bino rồi. Bino ơi, ê Bino ơi, đừng chọi tao Bino. Ok. Ôi mấy con kia nó trượt. Ok có giáp xịn rồi. Đúng rồi. Thêm một con Bino nữa. Quá trời Bino. Nhiều Bino quá. Bino cầm tên lửa luôn. Để Bino cầm tên lửa luôn cháy. Mày thêm thằng Bino nữa rồi. Trời ơi nhiều Bino quá. Bino. Cái này có phải trả thù riêng không ta? Trả thù riêng. Bino. Bino là gián điệp. Nghi ngờ quá. Ôi, một trái bom bánh xác nó luôn rồi. Hay quá anh em, chúng ta đã phá đảo rồi. Chúng ta đã gặp một thằng dân cu xanh rồi. Cu xanh đâu. Này qua đây. Ủa, này đồ chơi mà. Bắn thùng có đồ. Trời má ơi mấy ngậm tử. Không quá, tao không thấy gì luôn. Ôi ô, tao cưa mày nữa. Cưa mày banh xác luôn. Ây da đau. Tự té chết thôi rồi. Ok rồi. Con boss chắc. Ôi cái tên lửa đâu ra vậy? Thôi thằng này bạn, này bạn. À. Bỗng ta, bạn ông trời. Ok. Ủa nó có gì đây? Vô. Ôi nó chết. Dân ba với thằng boss hả? Ok mình vô được tới đây rồi. Lên xe kìa. Ôi cho nó cưỡi xe ăn tí coi, chưa được cưỡi xe lần nào luôn á. Chia tay nhau, bye bye đi ngủ đi. Trời má ơi. Ở tuổi, xăm ba con này tuổi. Ok, chở rồi. Ui, lại con khác ra nữa kìa. Ê, tao đi trước đây. Thả mẹt đi cho rồi.
À ha, mày nghĩ tao sợ mày hả? À ha. Để hư được nha. À đúng là bẹt yêu. Ôi. Hả bẹt ra, hả bẹt ra. Ôi, đi rồi. Ok, bình yên vô sự rồi. Ôi cái gì vậy? Ôi minigun kìa. Yeah. Yuzi double run. Đùng 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 đùng. Nghe em gì? Chờ tí. Lấy cái này ra. Đây. Đấy, lên băng đạn nè. Yếu ạ. Phải cười ra trời với nó cái vui. Đâu vậy? Ủa nó cào một cái khúc máu. Ôi. Ê, chồng nhau lên được không? Ủa, lên, ăn lấy rồi hả? Ờ. Đâu minigun đâu ba? Ôi, không, cái quả này là gì vậy? Chứ không phải minigun. Ôi. 60 giây. Dù gì chứ không phải minigun. Mấy con này dùng sọc cương nó giết lẹ hơn. Ê, cô đi vua hả? Có thứ tự đâu? Không phải Simba kê, Simba là... Ô, à, nó kìa. Vô nhà có xe ok nắng trăm ngàn đường em đi. Tao hết máu rồi, hồi máu rồi. Ôi trong này có xe bơ nè. Trong này vô cửa nhà. Có xe ô che nắng, trời nó bắn cái đúng đau luôn.